Bệnh viện Đa khoa thành phố Hòa Bình, bệnh nhân đến khám khá đông. Trước đây khi chưa thực hiện thông tuyến thì trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận và khám chữa bệnh cho khoảng 70 người. Sau khi thực hiện thông tuyến khám chữa bệnh từ mùng 1 tháng 1 2016, lượng bệnh nhân đến đây khám chữa bệnh đã tăng trung bình khoảng 1,5 lần, có hôm đông tăng lên gấp 2 lần. Trước đây thì trung bình một ngày có thể là 70 bệnh nhân hai phòng khám thôi. Nhưng khi lượng bệnh nhân từ khi thông tuyến đó, lúc nào cũng hơn 100, 101, 102, có ngày đến 104. Trong khi đó, nhiều cơ sở y tế phường, xã, số người đến khám các bệnh thông thường lại vắng hẳn. Trước thời gian 1 tháng 1 2016 thì lượng bệnh nhân hàng ngày có thể từ 12 đến 16 người. Nhưng từ khi thông tuyến là bệnh nhân giảm xuống chỉ còn khoảng 5 đến 7 người hoặc có thể là thấp hơn như thế. Việc thông tuyến tạo điều kiện cho người dân có thể dễ dàng khám chữa bệnh tại bất cứ bệnh viện tuyến huyện nào trong tỉnh, cho dù đó không phải là nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Tuy nhiên, lợi dụng kẽ hở này đã xuất hiện tình trạng bệnh nhân có thể thực hiện khám thẻ bảo hiểm ở vài nơi cho một lần ốm. Bởi các nơi khám bệnh không có thông tin chéo về bệnh nhân nên không thể biết bệnh nhân đã khám ở đâu hay chưa. Kiểm soát về cái việc của bệnh nhân mà đi khám ở các cái trường hợp trước là đến đây là cũng không biết được thì hiện nay là người ta đã khám được ở đâu rồi. Có thể một ngày người ta lấy một vài thuốc một vài lần là mình cũng không biết được. Đấy thì cũng có những cái nó bất cập như vậy. Tại hội nghị gặp gỡ báo chí của Bảo hiểm xã hội Việt Nam chiều ngày 26 tháng 5 vừa qua, ông Phạm Lương Sơn, trưởng ban thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế Việt Nam cũng đã cảnh báo hiện tượng do thông tuyến dẫn đến chuyển viện rất dễ, nên hiện tượng người dân đi khám ở nhiều nơi trong cùng một thời điểm, cùng một ngày cũng khá phổ biến, không loại trừ khả năng họ chỉ đi khám để được cấp phát thuốc rồi lấy thuốc ra ngoài bán. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thị sát kiểm tra các phòng khám có thông tin về số lượng bệnh nhân đến khám tăng đột biến. Đơn cử như phòng khám Đa khoa Phương Nam ở tỉnh Cà Mau, trung bình mỗi ngày ở đây có tới hơn 2.000 lượt người tới khám. Chỉ trong tháng 1, phòng khám này đã thực hiện 37.000 lượt khám bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi. Trong đó có hơn 11.000 lượt trẻ em đến khám bệnh từ 4 tới 9 lần. Quý 1 2016, tổng chi và dự kiến chi của Bảo hiểm Y tế tỉnh Cà Mau là 194 tỷ đồng, thì riêng chi cho phòng khám này chiếm đến 143 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng nhận định, qua theo dõi tại nhiều cơ sở, có sự bắt tay nhau giữa người bệnh và cơ sở khám chữa bệnh để người bệnh được khám nhiều lần trong một ngày, và tình trạng lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế diễn ra với nhiều hình thức khá tinh vi.